Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Duy Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên Tộc Chi Vương tập 198. Mời mọi người chúng ta tiếp với diễn biến của bộ truyện. Đang lúc hoàng hôn, ánh mặt trời dần buông xuống, nước biển biến thành màu vàng kim. Mấy trăm con thuyền buồm ngừng ở trên bờ. Trên bến tàu dòng người như nước, đều là phàm nhân. Số ít thuyền đánh cá nổi bếp, bay khói lên. Thỉnh thoảng có người tu tiên từ trên cao bay qua, phàm nhân cũng không thèm để ý. Một bộ dáng quen thuộc, một con phi chu màu xanh lớn hơn 10 trượng ở trong buổi chiều. Không đến vài cái hơi thở, phi chu màu xanh liền xuất hiện ở trên không bến tàu. Đúng vậy, là đám người Phương Thanh Sơn. Phương Thanh Sơn xoay người lại, nhìn về phía Phương Thiên Văn. Thiên Văn, chúng ta trước tiên nên đi nơi nào đây? Thất Bá Công, tiếp tục đi phía trước 3.000 dặm. Có một tòa Vân Hải Phường Thị, chúng ta có thể ở nơi đó nghỉ dưỡng hồi phục một đoạn thời gian rồi lại đi. Phương Thanh Sơn gật đầu, bấm niệm pháp quyết. Vân Hải Phi Chu hào quang đại trướng tiếp tục bay về đi phía trước. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện ở một mảnh sơn mạch xanh liên miên bất tận. Thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ từ trên cao xẹt qua, nhưng đều là trúc cơ tu sĩ. Cảm nhận được ba người Vương Thanh Sơn tản mát ra linh áp mạnh mẽ, bọn họ sớm tránh né. Không qua bao lâu, Vương Thanh Sơn nhìn thấy một mảnh bình nguyên rộng mênh mông. Trên bình nguyên có một tòa thành trì cao hơn 20 trượng, có lượng lớn tu sĩ ra ra vào vào. Trên bảng hiệu cửa thành viết ba chữ to Vân Hải Thành màu vàng. Có hai tu sĩ thủ ở cửa thành. Trên tường thành cũng có thủ vệ. Phương Thanh Sơn ra mắt không ít thành trì lớn, Vân Hải Thành chưa nói là hùng vĩ. Ngay tại thời điểm bọn họ tới gần Vân Hải Thành, tốc độ phi chu màu xanh chậm lại, từ từ đáp xuống mặt đất. Đây là cấm chế cấm bay, Phương Thanh Sơn không cảm thấy kỳ quái. Phương Thanh Sơn thu hồi phi chu màu xanh, dẫn theo đám người Vương Thủ Minh đi đến Vân Hải Thành. Thủ vệ cầm một mặt tiểu kính màu bạc lớn bằng bàn tay. Mỗi một vị tu sĩ tiến vào Vân Hải Thành đều phải dùng qua tiểu kính màu bạc chiếu, tựa như là đang tìm cái gì. Một đạo ánh sáng màu lam bắn ra, đứng ở cửa thành, rõ ràng là một nho sinh áo lam, nhã nhặn. Hắn cũng là một kim đan tu sĩ. Ồ, Dương Đạo Hiểu, là ngươi. Phương Thiên Văn nhìn thấy nho sinh áo lam, kinh ngạc nói. Ngươi là... Nho sinh áo lam đánh giá cao thấp một chút Phương Thiên Văn, nghi hoặc nói. Ngươi là... Dương Đạo Hiểu, ngươi quên rồi sao? Hơn 40 năm trước, các ngươi truy nã tội phạm quan trọng, bách biến thư sinh chạy đến Đại Yến Vương Triều. Là người của Vạn Tiên Ti chúng ta bắt được tên tội phạm truy nã kia, giao cho các ngươi. Nhưng lúc ấy ta là trúc cơ kỳ, Dương tiền bối không nhớ rõ cũng là rất bình thường. Nho sinh áo lam nhíu mày hỏi. Vạn Tiên Ti sao? Người có lệnh bài thân phận sao? Vương Thiên Văn lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh, giao cho nho sinh áo lam. Nho sinh áo lam cẩn thận xem xét, trả lại cho Vương Thiên Văn. Thì ra là Vương Đạo Hiểu, vừa rồi không nhận ra, thật là có lỗi. Cho vào. Nho sinh áo lam khoát tay áo, để cho đám người Vương Thanh Sơn tiến vào Vân Hải Thành. Ngã tư đường sạch sẽ, rộng rãi. Trên ngã tư đường, người đi đường đều là nho sinh. Từ quần áo bọn họ là có thể phân biệt ra. Dương Đạo Hiểu. Nhưng mà xảy ra chuyện gì? Cần phái người ở cửa tuần tra. Vương Thiên Văn thuận miệng hỏi. Không có gì. Xuất hiện vài tên trúc cơ kỳ tiểu mao tặc. Chúng ta không bao lâu là có thể bắt được bọn họ. Vương Đạo Hiểu. Ta còn có chuyện quan trọng xử lý. Ngày khác gặp lại. Các người tùy ý. Nho sinh áo lam không muốn nhiều lời, hai câu có lệ, rồi vội vã rời khỏi đây, bay ra khỏi Vân Hải Thành. Vương Thanh Sơn trên mặt lộ ra một chút suy nghĩ. Xem ra gần đây có chút không yên ổn, bọn họ phải cẩn thận một chút mới được. Thất Bá Công, nơi này khả năng có đại sự gì đó, chúng ta cần cẩn thận một chút mới được. Vương Thiên Văn sắc mặt ngưng trọng, truyền âm nói. Đi thôi, mọi người đều cẩn thận một chút. Vừa Thanh Sơn có chút lo lắng dặn dò nói. Bọn họ tìm một khách sạn rồi ở lại.
Dàn xếp xong tộc nhân, Vương Thanh Sơn, Vương Thiên Văn cùng Vương Thu Minh ở trên đường đi dạo. Nho sinh dễ dàng có thể thấy được, nam nữ già trẻ đều có. Bọn họ nhìn thấy Bằng Hữu đều chắp tay hành lễ. Trừ bỏ người tu tiên, Vương Thanh Sơn nhìn thấy không ít phàm nhân. Bọn họ và người tu tiên cùng nhau nói chuyện phiếm. Loại tình huống này ở địa phương khác căn bản là không nhìn thấy. Vương Thiên Văn sớm giới thiệu qua, Vương Thanh Sơn và Vương Thu Minh chính mắt thấy, vẫn là cảm thấy kỳ quái. Cửa hàng bán ra đủ loại thương phẩm, yêu thú tài liệu, kim loại, khoáng thạch các loại. Nhưng thư điếm có vẻ nhiều, bán ra thi từ tranh chữ. Thời gian sau một chén trà nhỏ, bọn họ xuất hiện ở một cửa tòa lâu các cao 5 tầng. Tùng Phong Các, đây là một trà lâu, không hề thiếu người tu tiên ở đây uống trà nói chuyện phiếm. Đại đường không còn chỗ ngồi, phàm nhân và người tu tiên tụ tập lại với nhau, một bên uống trà, một bên đàm luận chính sự. Lầu 2, lầu 3 đều đầy khách ngồi, lầu 4 còn có mấy bàn trống. Ba người Vương Thanh Sơn tìm một cái bàn trống rồi ngồi xuống. Một bình linh trà và ba đĩa điểm tâm. Một bên uống trà, một bên nghe những người khác nói chuyện phiếm. Bọn họ đàm luận không phải là chính sự Vân Hải Châu, chính là thi từ tranh chữ, thậm chí có người đương trường ngâm thi đối nghịch. Gần đây Vân Châu trị an càng ngày càng tệ, nghe nói lại có một tiểu thương đội bị cướp. Chi Châu đại nhân không phải là phái người tới truy bắt sao? Ta đoán không bao lâu là có thể đem tà tu truy bắt quy án. Ta nhìn không thấy, hàng năm không biết có bao nhiêu tiểu thương đội đi qua Vân Hải Châu. Đây là một cái cám dỗ khó mà cường lại đối với tà tu. Bắt một thì sẽ có hai, căn bản không bắt xong. Còn không bằng trưng thu trọng thuế, từ quan phủ phái người hộ tống đi đến địa điểm chỉ định. Thu lấy thuế nặng sao? Còn không bằng chúng ta áp giải hàng hóa. Nói không chừng cái gọi là tà tu là do quan phủ nâng đỡ. Vừa ăn cướp vừa la làng, một đạo thanh âm cô gái tràn ngập khinh thường chợt vang lên. Một cô gái váy xanh, mi thanh mục tú, từ trong một gian phòng đi ra. Ở phía sau nàng còn có vài tên trúc cơ tu sĩ. Trên quần áo của bọn họ đều có một đồ án ô nha màu đỏ. Trầm gia hỏa nha đảo. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc. Biểu tượng của Trầm gia, một trong 10 đại tu tiên thế gia ở Nam Hải, chính là hỏa nha. Chẳng lẽ đám tu sĩ này xuất thân từ Trần gia ở hỏa nha đảo sao? Người đây là ngậm máu phun người, triều đình sao có khả năng sẽ làm chuyện như vậy? Nếu không nghỉ giao nộp thuế nặng, các người đều có thể tự mình áp giải hàng hóa. Chớ để xảy ra chuyện, liền đổ cho triều đình trên thân chục bô. Một nho sinh thanh sam nhả nhặn phản bác nói. Đúng vậy, không nghỉ giao nộp thuế nặng, các người có thể đổi đi đường khác. Bằng không hàng hóa bị cướp, liền không nên trách triều đình. Triều đình là triều đình của đại tần dân chúng ta, không phải là triều đình của các ngươi, không có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi bình an. Thực lợi hại như vậy, tu sĩ đại tần vương triều các ngươi đừng đi Nam Hải tu tiên giới. Cô gái váy xanh tức giận nói, bước nhanh rời đi. Tộc nhân khác của nàng vội vàng đuổi theo. Người ngoài này chính là Mạnh Miệng, ta nghĩ triều đình nên thu thuế nặng đối với bọn họ. Chúng ta đối với bọn họ thu thuế nặng, bọn họ cũng có thể thu thuế nặng đối với chúng ta. Vương Thanh Sơn nghe bọn họ đối thoại xong, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ. Nho sinh thích thảo luận chính sự, cũng không biết bọn hắn có thể hay không ảnh hưởng đến đại tần vương triều sách lược. Thất bá công, nho sinh thường xuyên thảo luận chính sự, thái độ của bọn họ thật ra là thái độ của một vài thế lực. Những người này là quân cờ bị người đẩy ra mà thôi. Tình hình đại tần vương triều có chút đặc thù, chủ yếu là hoàng thất vị bất chính. Vương Thiên Văn truyền âm giải thích nói. Vương Thanh Sơn gật đầu, hắn không quan tâm đại tần vương triều như thế nào. Bất quá nửa canh giờ sau, ba người Vương Thanh Sơn rời khỏi trà lâu, dọc theo ngã tư đường đi dạo. Vương Thiên Văn mua một sấp tranh chữ, Vương Thu Minh mua một ít luyện khí tài liệu, Vương Thanh Sơn không có mua gì. Ở phường thị đi dạo một vòng, bọn họ quay trở về lại chỗ ở, ngồi xuống điều tức. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người Vương Thanh Sơn rời khỏi phường thị, bay tới hướng tây bắc. Bọn họ cần chạy tới Đồng Quan phường thị, nơi đó có truyền tống đến Đại Yến vương triều, lệ thuộc trực tiếp đại hình truyền tống trận. Từ Vân Hải phường thị đến Đồng Quan phường thị có hơn 100 vạn dặm, khoảng cách khá xa. Trên đường nhìn thấy không ít tu sĩ thành quần
kết đội tuần tra. Bọn họ tựa như là đang tìm người nào đấy. Hơn nửa tháng sau, trong lúc hoàng hôn, một con phi chu màu xanh từ xa xa phía chân trời bay tới. Không qua bao lâu, phi chu màu xanh xuất hiện ở trên không của một mảnh sơn mạch xanh biếc dài liên miên mấy vạn dặm. Phía dưới là liên miên cổ thụ che trời. Đám người Vương Thanh Sơn đứng ở mặt trên phi chu màu xanh. Trước mắt dựa theo tốc độ của chúng ta, chưa đến 3 ngày, chúng ta có thể tới Đồng Quan Phường Thị. Vương Thiên Văn cười nói, đến Đồng Quan Phường Thị là bọn họ có thể trực tiếp truyền tống đến Vương Triều Đại Yến. Đến Vương Triều Đại Yến, bằng vào thân phận Vạn Tiên Ti, bọn họ sẽ thuận tiện rất nhiều. Cái gì lén lút trốn ở dưới mặt đất, lăn ra đây cho ta. Sắc mặt Vương Thanh Sơn lạnh lùng, tay phải hướng tới phía dưới bổ xuống. Ánh sáng xanh chợt lóe, một đạo kiếm khí lợi hại dài hơn 10 trượng bắn nhanh mà ra, hướng về phía một phiến hư không bổ tới. Một đạo ánh sáng màu đen chợt từ trong rừng rậm bắn ra, nghênh lại về phía kiếm khí. Kiếm khí bị ánh sáng màu đen đánh trúng vỡ nát, ánh sáng màu đen thẳng đến bọn họ. Vương Thu Minh khẽ hừ một tiếng, bàn tay vừa lật, ánh sáng màu vàng chợt lóe. Viên luân màu vàng lớn bằng bàn tay xuất hiện ở trên tay. Viên luân màu vàng sau khi hiện ra, vô số phủ văn, hình thể tăng vọt, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng nghênh đón. Ánh sáng đen và ánh sáng vàng va chạm vào nhau, nháy mắt bay ngược ra ngoài. Ánh sáng màu đen rõ ràng là một thanh phi đao màu đen lập lòe, âm khí bức người. Một trận thanh âm gào khóc thảm thiết vang lên, âm phong từng trận, cuồng phong gào thét. Bầu trời chợt tối xuống, vô số ánh sáng màu đen đột nhiên hiện lên, hóa thành một cái mặt quỷ dữ tợn thật lớn, nhe răng trợn mắt. Mặt quỷ há ra bồn máu mồm to, cắn về phía đám người Vương Thanh Sơn. Cùng lúc đó, mấy đạo linh quang từ các phương hướng khác nhau bay vụt đến. Đúng vậy, mục tiêu chính là đoàn người Vương Thanh Sơn. Cẩn thận, địch tập. Vương Thanh Sơn ánh mắt lạnh lùng, nhắc nhở nói. Vương Thiên Văn tế ra một mũi ngọc bút ánh sáng lập lòe, vung vẩy vào phiến hư không. Một quả phù văn màu bạc huyền ảo bắn ra. Toàn bộ phù văn màu bạc tụ tập lại cùng với nhau, hóa thành một đạo lớp màn màu bạc trắng che kín bọn họ. Vương Thanh Sơn tay phải vừa nhấc, một cây thanh phi kiếm mờ nhạt xuất hiện ở trên tay, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Kiếm minh thanh vang lớn, một đạo kiếm quang màu xanh lớn hơn 30 trượng bắn ra, bổ về phía mặt quỷ lớn. Một tiếng kêu thảm thiết, mặt quỷ lớn bị kiếm quang màu xanh chạm thành hai nửa, hóa thành nhiều tia sáng màu đen nhỏ biến mất không thấy. Vương Thu Minh lại tế ra 3 viên luân, bấm niệm pháp quyết. 4 viên luân màu vàng nhảy múa xung quanh bọn họ, hơn nửa xoay tròn rất nhanh. Mấy đạo linh quang và cự luân màu vàng va chạm vào nhau, nhất thời dội ngược ra ngoài, rõ ràng là 4 món pháp bảo linh quang lập lòe. Một cái khô lâu đầu màu trắng thật lớn, một thanh tiền đao thật lớn, cả vật thể phim ánh sáng màu xanh, một thanh giáo ngắn ánh sáng vàng lập lòe, và một cái ấn chương màu vàng thật lớn. Tiếng gào khóc thảm thiết vang lớn. Phía dưới sơn mạch xanh biếc xuất hiện ra vô số sương mù màu đen, một con quỷ vật khuôn mặt dữ tợn, như ẩn như hiện. Vương Thanh Sơn thả ra tam thủ giảo. Tam thủ giảo là hạ phẩm bậc 3, tương đương với một người tu tiên kim đan sơ kỳ. Phi chu màu xanh hào quang nhất thịnh quay về phía con đường. Nhưng đúng lúc này, 6 đồn quang từ bên trong sơn mạch bay ra. 6 gã kim đan tu sĩ, tu vi thấp nhất cũng có kim đan tầng 4. Tu vi tối cao là một ông lão cao cao gầy gầy, kim đan tầng 8. Ông lão trên tay nắm một mặt lệnh kỳ ánh sáng đen lập lòe, trên mặt cờ theo một cái đồ án quỷ dữ tợn. Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lùng, bấm niệm pháp quyết. Quanh thân hiện ra vô số kiếm ảnh màu xanh. Một cái mơ hồ sau, hóa thành 6 thanh kiếm ưng màu xanh lớn một trượng. Một tiếng chim hót thanh thúy vang lên. 6 thanh kiếm ưng màu xanh mở cánh, đánh tới 6 gã kim đan tu sĩ. Tam thủ giảo và 3 cái đầu há mồm, lần lượt phóng thích ra pháp thuật khác nhau công kích với kẻ địch. Vương Thu Minh bấm niệm pháp quyết, 4 kim luân hào quang đại trướng thật lớn, vận tốc quay càng lúc càng nhanh, hóa thành 4 đạo ánh sáng màu vàng lấp lánh đánh về phía thiếu phủ váy xanh. Nơi ánh sáng vàng đi qua, hư không vang lên một trận tiếng xé gió chói tai. Ngọc bút màu bạc trong tay Vương Thiên Văn trận trận vung vào hư không,
Một quả lại thêm một quả bạch phù văn màu bạc đột nhiên hiện lên, một cái mơ hồ sau, hóa thành một quả thanh phi đao màu trắng, thẳng về phía đối diện. Bảy trận, Vương Quý Quân và Kiếm Tu đều tế ra phi kiếm, đồng thời bổ tới về phía một phương hướng. Kiếm khí đủ mọi màu sắc tụ tập đến cùng với nhau, hóa thành một đạo kiếm quang đủ mọi màu sắc thật lớn, chém về phía đối diện. Những người khác tế ra khôi lỗi thú, phóng ra đủ loại pháp thuật đủ mọi màu sắc. Ông lão mặt nhọn, cao cao gầy gầy, có tu vi tối cao, cũng là đối tượng tập kích của Vương Thanh Sơn và Vương Thủ Minh. Ông lão cao cao gầy gầy nhẹ nhàng nhoán phiên kỳ màu đen trong tay lên một cái, hắc khí cuồn cuộn thổi quét ra, hóa thành một bức tường màu đen cao lớn che ở trước người. Đồng thời trên người toát ra vô số âm khí, một đám quỷ vật dữ tợn như ẩn như hiện, tiếng động gào khóc thảm thiết không ngừng. Kiếm ương màu xanh chạm vỡ nát bức tường cao màu đen, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt ông lão. Một trận âm khí màu đen quay cuồng quanh thân ông lão. Một cái cự trưởng màu đen lớn mấy trượng bay ra, chuẩn xác chụp ở trên người kiếm ưng màu xanh. Thân thể kiếm ưng màu xanh tạc vỡ ra, vô số kiếm khí màu xanh cùng bắn tới. Tới gần ông lão cao cao gầy gầy thì đã bị ánh sáng màu đen bên ngoài thân của ông lão bắn bay ra ngoài. Bốn đạo ánh sáng vàng bắn nhanh mà đến. Ông lão cũng không có chút hoang mang, tế ra một viên châu màu đen lớn bằng trứng chim. Một tiếng trầm nặng vang lên, viên châu màu đen bạo liệt mở ra, bộc phát ra từng mảnh lớn ánh sáng màu đen, lập tức che kín bốn đạo ánh sáng màu vàng. Vương Thu Minh nhướng mày, biến đổi pháp quyết. Bốn viên cửu luân màu vàng linh quang ảm đạm bay ngược quay trở về. Cửu luân màu vàng linh tính đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cửu luân màu vàng lay động lên xuống, tựa như là tùy thời có thể rơi xuống. Hắn có chút may mắn khi mình không hề dùng bản mạng pháp bảo, bằng không thì phiền toái. Hắn thu hồi bốn viên kim luân, tế ra hai con cự điêu màu xanh hình thể thật lớn, đánh về phía ông lão. Tiếng xé gió vang lớn, một đạo hỏa diễm màu đỏ bao vây lấy phi kiếm nhất thời đến trước người của ông lão mặt nhọn. Mắt thấy như muốn chém giết, một cái quỷ chảo màu đen lớn mấy trượng từ bên trong âm khí phía sau ông lão bay ra, phách về phía phi kiếm màu đỏ. Quỷ chảo màu đen và phi kiếm màu đỏ đồng quy vu tận, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ, lượng lớn đá vụn cùng cây cối bị thổi bay lên. Ánh sáng màu xanh chói mắt đến cực điểm bắn nhanh ra, bị linh quang hộ thể của ông lão cao cao gầy gầy chặn lại. Ánh sáng xanh rõ ràng chính là chín thanh phi kiếm màu xanh tụ tập đến với nhau, biến thành một cái viên bàn màu xanh thật lớn, mũi kiếm chĩa ra ngoài. Phá cho ta! Cùng với một tiếng quát khẽ của Vương Thanh Sơn, viên bàn màu xanh bộc phát ra ánh sáng xanh chói mắt, vô số kiếm khí màu xanh lợi hại thổi quét ra, lục tục phách chém vào mặt trên của linh quang hộ thể ông lão. Linh quang hộ thể trong nháy mắt bị phá. Cũng may ông lão đúng lúc tế ra một mặt thuần bài màu đen che ở trước người, lúc này mới chặn được toàn bộ phi kiếm màu xanh. Lúc này viên bàn màu xanh hóa thành chín thanh phi kiếm màu xanh, đoàn đoàn vây quanh ông lão. Kiếm trận khởi. Chín thanh phi kiếm màu xanh đồng thời bộc phát ra ánh sáng xanh chói mắt, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, giống như là ngựa phi nước đại, chém về phía ông lão mặt nhọn. Ông lão mặt nhọn sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, lật bàn tay lấy ra một viên châu màu đen, trên mặt lộ vẻ mặt không muốn tế ra viên châu màu đen này. Viên châu màu đen rời khỏi tay, nhất thời bạo liệt phá ra, một cổ ánh sáng màu đen thật lớn hiện lên che kín vài dặm khu vực. Hào quang của chín thanh phi kiếm bắn ra cùng ảm đạm xuống, bay đi tới bốn phương tám hướng. Pháp bảo duy nhất cũng là khó được. Vương Thanh Sơn sợ hãi than một tiếng, ngón tay bắn ra. Một đạo ánh sáng xanh lấp lánh từ một ngón tay bắn ra, lấy sấm sét vang dội chui vào bên trong ánh sáng xanh. Phong kiếm chỉ. Vương Thanh Sơn lần đầu tiên sử dụng thuật này. Một tiếng hét thảm, ông lão mặt nhọn từ bên trong ánh sáng màu đen ngã xuống. Trên đầu của hắn có một lỗ máu to bằng ngón tay. Phía sau Vương Thanh Sơn hư không tạo nên một trận gợn sóng. Một mặt lệ quỷ màu xanh, răng nanh vàng chợt xuất hiện ở phía sau Vương Thanh Sơn, hiện ra 10 ngón tay u quang chụp đầu Vương Thanh Sơn. Đúng lúc này, trên người Vương Thanh Sơn lao ra một cổ kiếm ý kinh người. Phi kiếm của đám người Vương Quý Quân có chút không chịu được khống chế, vô số kiếm khí màu xanh từ trên người Vương Thanh Sơn bay ra,
chợt hóa thành một cây thanh kình thiên cự kiếm bổ về phía lệ quỷ. Một cái móng vuốt của lệ quỷ bị kình thiên cự kiếm đánh xuống, phát ra một trận kêu thảm thiết. Một đạo hỏa diễm màu đỏ phi kiếm bắn nhanh tới. Ba cái đầu của tam thủ giảo cùng lần lượt phóng ra pháp thuật công kích lệ quỷ. Tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, độn quang đủ mọi màu sắc bao phủ thân thể của lệ quỷ. Không tốt, mau bỏ đi. Không biết là ai hô to một tiếng, năm tên tà tu phi độn tới các phương hướng khác nhau, tốc độ rất nhanh. Ba người Vương Thanh Sơn cũng không có truy kích, không quen thuộc nơi này, tùy tiện truy kích rất có khả năng gặp phải mai phục. Sáu gã tà tu bố trí cạm bẫy, chuyên môn ở trong này tập sát thương đội đi ngang qua đây. Nếu không có Vương Thanh Sơn thần thức mạnh mẽ, từ đầu đã phát hiện kẻ địch tồn tại. Một khi bọn họ bị trận pháp vây khốn, bất tử cũng muốn lột đi một tầng da. Vương Thanh Sơn khống chế phi chu màu xanh đáp xuống. Vừa thủ mình bước nhanh, đi đến bên người ông lão. Từ thi thể, lấy ra một chuỗi chữ vật châu. Ồ, thất bá, thiên văn, các người xem, đây là lệnh bài triều đình Đại Tần phát phóng. Vương Thu Minh từ chữ vật châu xuyến lấy ra một tấm lệnh bài màu đen hình vuông, ngay mặt có khắc một chữ Tần thật to, đối diện còn lại là một chữ Triệu nho nhỏ. Chẳng lẽ nói Đại Tần Vương Triều thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Vẫn là nói có người cố ý vu oan hãm hại, vì vu oan hãm hại cố ý để cho kim đan tu sĩ chịu chết sao? Không hợp với lẽ thường. Vương Thanh Sơn tiếp nhận lệnh bài, nhìn kỹ rồi đưa cho Vương Thiên Văn. Vương Thiên Văn, người xem. Là lệnh bài thân phận của Đại Tần Vương Triều sao? Vương Thiên Văn cẩn thận kiểm tra một chút rồi cau mày nói. Quả thật là lệnh bài của Đại Tần Vương Triều phát phóng cho người tu tiên. Nhưng không thể xác định có phải là lệnh bài của hắn hay không. Cũng có thể là do hắn cướp được. Đại Tần Vương Triều nếu vừa ăn cướp vừa la làng, không tất yếu bọn họ phải đem theo lệnh bài thân phận. Hẳn là có thế lực hãm hại triều đình Đại Tần, muốn đạt được mục đích của chính mình. Theo hắn biết, bên trong Đại Tần Vương Triều phân tranh không ngừng. Trấn Tây Vương cầm đầu phái Tả có vẻ cấp tiến, thường xuyên gây sự. Phái Tể Tướng cầm đầu cánh Hữu có vẻ bảo thủ, đối ngoại có vẻ bình thản, chủ trương cùng thế lực khác giao hảo. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, chuyện này không liên quan tới chúng ta đi thôi. Vương Thanh Sơn thu hồi chữ vật châu, khống chế phi chu màu xanh rời đi. Hai ngày sau, bọn họ chạy tới nơi cần đến. Phía trước có một sơn cốc thật lớn, hai bên sườn sơn cốc là một ngọn núi cao vạn trượng. Một tòa thành trì cao hơn 50 trượng đứng vững ở bên trong sơn cốc. Phía trên cửa thành lộ ra một khối bảng hiệu viết Đồng Quang Thành màu vàng. Rốt cuộc cũng đã đến. Vương Thiên Văn khinh thở ra một hơi, mì hoan mắt cười. Vương Thanh Sơn cũng là thở phào nhẹ nhõm một hơi, dần theo tộc nhân đi đến Đồng Quan Thành. Trong thành phố phồn hoa dị thường, trên ngã tư đường dòng người như nước. Cùng với Vân Hạnh Phường Thị khác nhau là trên đường người đi đường đều là người tu tiên, phàm nhân số lượng đặc biệt ít, không hề thiếu người tu tiên mặc giáp trụ ở trên đường tuần tra. Vương Thiên Văn từng tới Đồng Quan Thành, hắn ở phía trước dẫn đường, đám người Vương Thanh Sơn theo ở phía sau. Hai bên đường của cửa hàng kinh doanh đủ loại, cửa hàng bán ra nguyên vật liệu ít hơn. Bọn họ thấy được không ít thương lử bước nhanh vội vàng. Bọn họ lắc đầu thở dài, giống như là gặp việc gì khó. Một khắc đồng hồ sau, đám người Vương Thanh Sơn tới một tòa cung điện gạch xanh, ngói lưu ly. Cửa điện đóng chặt, hai trúc cơ tu sĩ mặc giáp trụ màu vàng canh ở cửa. Sao lại thế này? Đồng Quan Điện như thế nào không mở ra? Vương Thiên Văn nhíu mày hỏi. Đồng Quan Điện là trò chuyện tống trận đối ngoại. Vị tiền bối này thật sự là có lỗi. Đồng Quan Điện tạm thời đóng cửa, thời gian mở ra còn chưa định. Nếu các người không gấp, có thể ở lại Đồng Quan Thành chờ Đồng Quan Điện mở cửa. Một gã thủ vệ khách khí nói. Cái gì? Đóng cửa sao? Vì cái gì mà phải đóng cửa? Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta cũng là phụng mệnh ban sai. Vừa Thanh Sơn khinh thở dài một hơi rồi nói. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ ở lại đi. Bọn họ tìm một chỗ ở lại. Vương Thanh Sơn phái đám người Vương Quý Quân tìm hiểu tin tức. Thiên Văn, không mượn dùng trận pháp chi lực, còn rất xa mới có thể tới Đại Yến Vương Triều sau. Vương Thanh Sơn trầm giọng hỏi. Hắn đối với tình huống của Trung Nguyên tu tiên giới không quen thuộc. 3.400 vạn dặm, nói xa cũng không phải là rất xa, nhưng phải đi qua phạm vi thế lực của Vạn Yêu Cốc.
Vạn Yêu Cốc là một thế lực tu tiên, lấy hóa hình kỳ yêu tộc làm chủ, cũng có tu sĩ nhân tộc, số lượng ít hơn. Nhưng Vạn Yêu Cốc cũng không chào đón người tu tiên, có rất ít thương đội sẽ đi qua từ địa bàn Vạn Yêu Cốc. Bình thường đều là mượn dùng truyền tống trận, truyền tống đến. Vương Thiên Văn lấy ra một tấm da thú màu xanh nhạt. Da thú là toàn bộ bản đồ địa hình, chỉ vào một mảnh sơn mạch nhấp nhô chập trùng nói: Thiên Văn, chẳng lẽ không có đường đi khác đi thông đến Đại Yến Vương Triều sao? Có thì có, bất quá khoảng cách rất xa. Hướng phía tây ngoài ngàn vạn dặm, còn có một tòa Lâm Giang Thành, cũng có truyền tống trận cỡ lớn truyền tống đến Đại Yến Vương Triều. Nếu không mượn truyền tống trận, chỉ có thể đi qua sông Tử Hải. Hiện tại phiền toái chính là không biết vì nguyên nhân cá biệt hay là bởi vì phái tả của Đại Tần Vương Triều mới đóng cửa Đồng Quan Điện. Nếu là sau này, vậy thì phiền toái rồi. Hoặc là từ địa bàn Vạn Yêu Cốc bay qua, hoặc là trải qua Tử Hải. Tử Hải có yêu thú cấp 4 thường lui tới, thỉnh thoảng có gió mạnh thổi qua, 10 phần hung hiểm. Trừ bỏ hai con đường này, còn có đường khác, bất quá quay tới quay lui, cần một khoảng thời gian dài mới có thể tới Đại Yến Vương Triều. Nếu là quân đội của Đại Tần giở trò, bọn họ sẽ càng thêm gian nan, tiêu hao thời gian dài, nói không chừng không thể kịp tới Đại Yến Vương Triều. Vương Thanh Sơn cau mày, nếu dọc đường quay trở về, từ Nam Hải quay về Đông Hoang, lại từ Đông Hoang đi đến Nam Hải, ít nhất cũng là muốn mất 5 năm mới có thể tới Trung Nguyên tu tiên giới. Lúc này Phương Quý Quân đã quay trở lại. Ngủ Thế Tổ, ta đã hỏi thăm qua, Đồng Quan Điện đóng cửa cũng đã hơn 1 năm, là đột nhiên đóng cửa. Nguyên nhân cụ thể không có rõ, có chút tin tức nhỏ nói là ý của quân đội Đại Tần, khác chỉ sợ là phường thị này cũng không sai biệt lắm. Thời điểm chúng ta tìm hiểu tin tức gặp được người của thương đội khác, bọn họ nói là cần liên hợp hẳn lên, cùng nhau xuyên qua Vạn Yêu Cốc. Có Nguyên Anh tu sĩ dẫn đội, người xem. Nguyên Anh tu sĩ dẫn đội sao? Có nói là ai sao? Vương Thanh Sơn cau mày hỏi. Nếu có Nguyên Anh tu sĩ dẫn đội, bất quá có thể liên hợp hẳn lên xuyên qua Vạn Yêu Cốc. Nam Hải 10 đại tu tiên thế gia, Trầm gia, còn có một vị tán tu Nguyên Anh kỳ. Nếu có ý nguyện liên hợp hành động, phải đi Đồng Tước lâu hội hợp, thương nghị cụ thể lộ tuyến. Ta đã rõ, người lùi xuống nghỉ ngơi đi. Vương Thanh Sơn chuẩn bị đi Đồng Tước lâu, nhìn một cái, không có vấn đề gì lớn. Nhưng thật ra là hắn nguyện ý gia nhập, cùng nhau xuyên qua Vạn Yêu Cốc, đề cao trừ hàng. Thu Minh, người theo ta đi xem Đồng Tước lâu, Thiên Văn ở tại chỗ này, chiêu khán tộc nhân. Vương Thanh Sơn dặn dò nói, dẫn theo Vương Thu Minh rời đi. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở một tòa lầu các cổ hương cổ sắc. Đại đường tụ tập hơn 10 người kết đan tu sĩ, nam nữ già trẻ đều có. Vương Thanh Sơn và Vương Thu Minh tìm bàn uống trà ngồi xuống, không có người theo chân bọn họ đáp lời. Không qua bao lâu, một lão ẩu áo bào xanh khuôn mặt hiền lành, cùng một ông lão áo bào trắng mập mạp từ lầu 2 đi xuống. Hai người đều là tu sĩ Nguyên Anh, thời gian cũng không sai biệt lắm. Cho dù những người khác không đến, lão thân trầm duệ rong, vì bên cạnh là Phương đạo hữu, chúng ta chuẩn bị liên hợp hẳn lên xuyên qua Vạn Yêu Cốc. Lão thân chỉ hy vọng các vị có thể phục tùng mệnh lệnh, không cần tự tiện hành động. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ không bức các ngươi đi làm chuyện khác. Chúng ta thầm nghĩ bình an xuyên qua Vạn Yêu Cốc, ý các ngươi như thế nào? Lão ẩu áo bào xanh chậm rãi nói, giọng điệu thành khẩn. Trầm tiền bối, không phải chúng ta không tin được ngày ở vùng hoang vu giả ngoại, đến lúc đó ngài đề một ít yêu cầu quá phận, chúng ta như thế nào dám cự tuyệt đây? Một người nam trung niên, dáng người mập mạp, kiên trì. Hiện tại ở phường thị, Nguyên Anh tu sĩ tự nhiên có thể sẽ không hạ độc thủ đối với bọn họ. Rời khỏi phường thị thì liền khó nói. Vậy thương đội không có mang theo hơn 100 vạn hàng hóa sao? Tiền tài động lòng người, ai biết được đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì. Rất nhiều người đều có băn khoăn này, Vương Thanh Sơn cũng có băn khoăn. Tin hay không là tùy các ngươi, chúng ta không buộc các ngươi cùng tiến lên đường. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta lấy tâm ma ra thề sao? Không biết trời cao đất rộng. Trần Duệ Dòng không chút khách khí nói, nếu không phải là Vạn Yêu Cốc thế lực quá mạnh mẽ, nàng mới không nghỉ cùng với những thương đội khác cùng tiến lên. Dần bọn hắn cùng tiến lên đường, chỉ là lớn mạnh thanh thế, làm cho Vạn Yêu Cốc tâm sinh kiêng kỵ.
Nếu không muốn cùng nhau đi theo chúng ta, các người có thể tự mình đi ngang qua Vạn Yêu Sơn Mạch, hoặc là đi đường khác. Đã nói trước, nếu là không cùng nhau theo chúng ta, sẽ không cần đi theo phía sau chúng ta. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ông lão áo bào trắng đằng đằng sát khí nói. Kim đan tu sĩ khác hơi do dự, đều là nguyện ý gia nhập, một ít bộ phận không muốn gia nhập, xuất phát từ suy xét an toàn. Vương Thanh Sơn gia nhập đội ngũ Trần Duệ Dông. Bọn họ một mình xuyên qua Vạn Yêu Sơn Mạch càng thêm hung hiểm. Lấy việc có lợi còn có hại, không có chuyện tốt thập toàn thập mỹ. Nhóm các người đều nguyện ý cùng nhau xuyên qua Vạn Yêu Sơn Mạch. Ngày mai giờ thìn ở cổng phường thị chờ, tốn thời gian nhiều hơn. Trầm Duệ Dông nói xong lời này, truyền âm cho Vương Thanh Sơn. Vương Tiểu Hữu, các ngươi ở lại, lão thân có chút chuyện muốn nói với các ngươi. Tu sĩ khác lục tục rời đi, Vương Thanh Sơn và Vương Thu Minh ở lại. Trần Duệ Dông không biết Vương Thanh Sơn và Vương Thu Minh, nhưng nàng nhận ra được dấu hiệu thanh linh. Mỗi một thương đội đều có dấu hiệu của mình. Nói như vậy, các thương đội đều đã lộ ra thế lực của bản thân đại diện, làm cho giặc cướp sinh kiêng kỵ. Thanh danh thanh liên tiên lữ ở Nam Hải không nhỏ. Trầm Duệ Dông tự nhiên là cũng có nghe nói qua tên tuổi của thanh liên tiên lữ. Trầm tiền bối, Phương tiền bối, không biết hai vị tiền bối có gì chỉ giáo. Vương Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh. Vương gia lúc trước cùng vận chuyển tu tiên tài nguyên đến Trung Nguyên tu tiên giới, nhưng quy mô không lớn, đều là ở mấy chục vạn linh thạch, không có vượt qua 100 vạn linh thạch. Đây là lần đầu tiên Vương gia áp giải hàng hóa giá trị hơn 100 vạn. Trên thực tế, nếu không có Mộ Dung Vương tộc đặt đơn hàng, cần ở chỉ định trong thời gian đưa đến, Vương Thanh Sơn cũng không muốn xuyên qua Vạn Yêu Cốc. Hắn tình nguyện trở về Nam Hải, từ Đông Hoang vòng qua. Nhưng như vậy, gần nhất khẳng định sẽ kéo dài thời gian. Đây là lần đầu tiên hợp tác của Vương gia và Mộ Dung Vương tộc. Lần đầu tiên hợp tác mà kéo dài thời hạn, sẽ cho Mộ Dung Vương tộc lưu lại ấn tượng không tốt. Vương Tiểu Hữu, lão thân nghe nói qua đại thanh danh của Thanh Liên Tiên Lữ. Người truyền giúp lão thân một câu, có rảnh mà nói, Thanh Liên Tiên Lữ có thể đi đến Trầm gia chúng ta làm khách, Trầm gia chúng ta tùy thời hoan nghênh. Trầm Duệ Dông vẻ mặt ôn hòa nói, Trầm gia những năm gần đây phát triển không thuận lợi, sau khi hai nguyên anh tu sĩ ra ngoài du lịch, bản mạng hồn đang ở lại trong tộc liền bị dập tắt. Hai nguyên anh tu sĩ đã chết ở bên trong đại chiến, một nguyên anh tu sĩ tạo hóa. Trầm gia hiện tại là miệng cọp gan thỏ, nhu cầu cấp bách minh hữu. Vương gia là mới phát khởi nguyên anh thế lực, phát triển tiềm lực rất lớn. Trầm gia muốn cùng Vương gia có quan hệ tốt. Trên thực tế, không chỉ Vương gia, Trầm gia cùng nhiều thế lực mới phát khởi tạo mối quan hệ tốt, hy vọng tương lai thời điểm Trầm gia gặp nguy nan, Minh Hiểu có thể viện thủ. Trầm gia ở phía tây bắc của Nam Hải, khoảng cách đến Ngũ Long Hải vực 7-8 ức dặm, cách xa nhau quá xa. Trầm gia có đối tượng hợp tác khác, nhưng thích hợp biểu đạt thiện ý thì đây cũng không có vấn đề. Vạn bối nhất định đưa lời nói của Trầm tiền bối, Kiều thúc Kiều thẩm nếu biết nhất định sẽ thật cao hứng. Vương Thanh Sơn khách sáo nói, hắn còn tưởng rằng Trầm Duệ Dông muốn nói gì, kết quả chỉ là một câu khách sáo. Ông lão áo bào trắng xoay chuyển ánh mắt dừng ở trên người Vương Thanh Sơn cười nói, người hẳn chính là đệ tử ký danh của Tiêu Diêu Kiếm Tôn, Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn gật đầu nói, đúng vậy, Phương tiền bối quen biết sư gia sao? Chưa nói tới quen biết, nghe nói qua thôi. Tiêu Diêu Kiếm Tôn ở Trung Nguyên tu tiên giới chung quanh tìm kiếm Thất Tuyệt Đao Hoàng, tìm không thấy Thất Tuyệt Đao Hoàng, hắn tìm nguyên anh tu sĩ khác luận bàn. Một vị đối thủ cũ của ta bại bởi Tiêu Diêu Kiếm Tôn. Ông lão áo bào trắng trên mặt lộ ra một chút ý cười, biết được đối thủ cũ của mình ăn quả đắng, trong lòng hắn có một loại vui sướng không thể nói rõ ràng. Vương Thanh Sơn cười mà không nói, hắn cũng nghe nói qua chuyện này. Đông Hoang có Tiêu Diêu Kiếm Tôn, Trung Nguyên có Thất Tuyệt Đao Hoàng, Nam Hải có Nhật Nguyệt Song Thánh, Bắc Cương có một Cửu U Thượng Nhân. Về phần Tây Mạc, hắn cũng hiểu biết không nhiều. Thất Tuyệt Đao Hoàng và Tiêu Diêu Kiếm Tôn đều muốn cùng đối phương luận bàn, nhưng thời điểm Tiêu Diêu Kiếm Tôn đi Trung Nguyên tu tiên giới tìm kiếm Thất Tuyệt Đao Hoàng, Thất Tuyệt Đao Hoàng đi vào Đông Hoang tìm kiếm Tiêu Diêu Kiếm Tôn. Hai người đều nghe nói qua đối phương tồn tại, đáng tiếc không thể giao thủ. Tốt rồi, chúng ta có chuyện quan trọng muốn nói, các ngươi lui ra ngoài. Ngày mai nhớ rõ đúng giờ chờ cửa phường thị. Vương Thanh Sơn và Vương Thu Minh liền thành đáp ứng rồi lui xuống.
Trầm phu nhân, người nắm chắc được bao nhiêu phần xuyên qua được vạn yêu cốc? Vạn yêu cốc cũng không có dễ ứng phó. Ông lão áo bào trắng có chút lo lắng hỏi. Lão thân nhận được tin tức, hiện tại chấp trưởng của vạn yêu cốc chính là một tên bán yêu. Hắn đối với nhân tộc vẫn là có một chút hảo cảm. Đại Tần Vương Triều nội bộ cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Lấy tể tướng cầm đầu Cánh Hiểu, chủ trương đối diện hướng thương khách thu lấy thuế nặng. Thế nhưng là lấy Trấn Tây Vương cầm đầu thế lực phái tả, thế lực không đáp ứng. Ở vào biên cảnh phường thị đều là phái tả thế lực khống chế. Thu lấy thuế nặng sẽ ảnh hưởng phường thị thu nhập, từ đó ảnh hưởng phái tả lợi ích. Cánh Hiểu đây là tại phái tả trong miệng giành ăn. Phái tả dứt khoát đóng lại phường thị truyền tống trận, dù sao không thể tiện nghi đối thủ. Thua thiệt là toàn bộ Đại Tần Vương Triều. Ông lão áo bào trắng vẻ mặt khinh thường chào phúng nói. Hiện tại Đại Tần Hoàng tộc là dựa vào thế lực phái tả cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Hiện tại tọa ổn Giang Sơn, thế lực phái tả càng lúc càng lớn, khả năng đảo điên thống trị của hoàng tộc. Hoàng tộc mà bắt đầu đến giúp Cánh Hiểu chèn ép phái tả, vị bất chính chính là loại kết cục này. Chờ xem, Đại Tần Vương Triều sớm hay muộn cũng gặp chuyện không may. Trầm Duệ Dung cười mà không nói. Bên trong Đại Tần Vương Triều quả thật là có vấn đề, nhưng có Thiên Ma Cung ủng hộ, Đại Tần Vương Triều tạm thời loạn không hẳn lên. Thiên Ma Cung là đệ nhất đại phái của Đại Tần Vương Triều, thực lực so ra cũng không yếu đi bao nhiêu so với 10 đại tông môn Nam Hải. Chỉ cần Thiên Ma Cung ủng hộ hoàng tộc, Đại Tần Vương Triều sẽ không xảy ra chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Thanh Sơn dẫn theo tộc nhân đúng giờ xuất hiện ở cổng phường thị. Mấy thương đội đã chờ từ lâu. Kim đan tu sĩ có thêm 20 tên, lực lượng này không kém. Vương Thanh Sơn để lại 3 tộc nhân, nếu bọn họ gặp chuyện không may, quay về gia tộc báo tin cũng tốt. Nhiều thương đội như vậy trải qua vạn yêu cốc, nếu là vạn yêu cốc diệt bọn hắn, khẳng định là muốn thừa nhận lửa giận của các thế lực lớn. Cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu Vương Thanh Sơn tính gia nhập. Không qua bao lâu, Trần Duệ Dung và ông lão áo bào trắng liền xuất hiện. Bọn họ dẫn theo hơn 20 người tu tiên, có 5 tên kết đan tu sĩ. Bọn họ áp giải hàng hóa giá trị ít nhất là hơn 1000 vạn linh thạch, nếu không sẽ không để cho Nguyên Anh tu sĩ ra mặt. Đã đến giờ xuất phát, không đến liền từ bỏ. Trầm Duệ Dung vung tay lên, dẫn theo mọi người rời khỏi phường thị. Hai gã Nguyên Anh tu sĩ, 30 kim đan tu sĩ, hơn 100 trúc cơ tu sĩ, cổ lực lượng này đã rất cường đại rồi. Các thương đội đều để lại một bộ phận nhân thủ ở lại phường thị, nếu bọn họ gặp chuyện không may, còn có người cấp báo tin tức thế lực tương ứng. Ra phường thị, Trầm Duệ Dung tế ra một ngọc toa màu đỏ dài nửa thước, sau phù văn đại lượng. Ngọc toa màu đỏ đại trướng lớn, dài đến hơn 30 trượng, mặt ngoài hào quang lưu chuyển không ngừng, tản mát ra một trận linh khí dao động kinh người. Đều đi lên đi, có Xích Nguyệt toa thay đi bộ, tốc độ của chúng ta cũng sẽ nhanh hơn một ít. Trầm Duệ Dung dần đầu nhảy đi lên, những người khác theo sát ở phía sau. Hồng quang chợt lóe, Xích Nguyệt toa hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bay vụt mà đi, biến mất ở phía chân trời. Vạn yêu sơn mạch liên miên ngàn vạn dặm, từ hơn vạn ngọn núi lớn nhỏ không đồng nhất tạo thành thế núi dốc đứng. Vạn yêu sơn mạch hàng năm bị một mảnh sương mù màu trắng dày đặc bao phủ, có thể nhìn đến lượng lớn chim bay cá nhảy. Nơi này tài nguyên yêu thú phong phú, nhưng rất ít người tu tiên dám đến liệp sát yêu thú. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này là phạm vi thế lực vạn yêu cốc. Vạn yêu cốc là một thế lực nhân tộc, yêu tộc và hải tộc đều có, yêu tộc chiếm cứ chủ đạo. Ở vạn yêu sơn mạch liệp sát yêu thú, không khác khiêu chiến cùng vạn yêu cốc. Một sơn cốc ba mặt xung quanh là núi, một cái thác nước từ trên núi cao nghìn trượng đổ xuống, phía dưới có một mẩu đầm lầy. Bên trên đầm lầy nổi lơ lửng mấy chục đóa hoa sen màu đen, nụ hoa nở rộ mở ra, đóa hoa là hình bán nguyệt, tản mát ra một trận mùi thơm nồng đậm lạ lùng. Trên không sơn cốc chợt hiện ra một đạo ánh sáng xanh, hiện ra một tấm họa trục màu xanh. Trên bức họa là một con cự ưng màu xanh bay ở trên trời cao. 5 tên kim đan tu sĩ cùng 20 trúc cơ tu sĩ ngồi ở trên họa trục màu xanh. Hắc Nguyệt Liên, xem ra có hơn 800 năm.
Mấy chục đóa hắc nguyệt liên vừa được hơn 800 năm, dưới đầm nước hẳn là có yêu thú trông coi. Một ông lão áo bào xanh, vóc dáng buồn bã thấp giọng nói, ánh mắt có chút rực lửa. Tống Đạo Hữu, nơi này là địa bàn của Vạn Yêu Cốc, chúng ta phần là không cần gây chuyện, chính sự quan trọng hơn. Một thiếu phụ váy đỏ mi thanh mục tú cau mày nói, chạy đến cửa nhà Vạn Yêu Cốc sát hại yêu hái thuốc, đây là kẻ ngốc rồi. Lão phu kẹt ở Kim Đan tầng thứ 6 nhiều năm, có mấy gốc hắc nguyệt liên này, nói không chừng có thể tiến vào Kim Đan tầng 7. Yên tâm, chúng ta sẽ không giết yêu thú bảo hộ hắc nguyệt liên, ngắt lấy linh dược chúng ta liền bước đi. Có ưng kích trường không đồ trong tay, yêu thú bậc 3 đuổi không kịp chúng ta, yêu thú cấp 4 cũng không nhất định có thể phát hiện được chúng ta tồn tại. Ông lão áo bào xanh tin tưởng tràn đầy. Ở hắn xem ra, có gì bảo trong người, lặng lẽ ngắt lấy linh dược không có nguy hiểm. Chỉ cần không diệt sát yêu thú, ngay cả khi bị người của Vạn Yêu Cốc bắt, còn có đường sống quay trở về. Thật không, bằng vào một món pháp bảo thần thông có ẩn nấp, liền nghĩ đến có thể che trời qua biển sao? Xem Vạn Yêu Cốc chúng ta trở thành cái gì. Một đạo thanh âm người nam tràn ngập châm chọc chợt vang lên. Vừa dứt lời, một đạo ánh sáng xanh cùng một đạo ánh sáng tím xuất hiện ở phía chân trời, còn có hơn 10 đạo độn quang theo sát phía sau. Không tốt, hóa hình kỳ yêu thú. Ông lão áo bào xanh la lớn, sắc mặt đại biến. Hắn không dám chạy trốn. Ưng kích trường không đồ phi hành tốc độ không phải là đặc biệt nhanh, nhưng có thể ẩn nấp được khí tức. Hắn thật không ngờ mình lại có thể bị phát hiện. Không qua bao lâu, một người nam thanh sam, dáng người cao gầy, cùng một thiếu phụ váy tím khuôn mặt âm lãnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hơn 10 người kim đan tu sĩ đi theo phía sau bọn họ. Hai vị tiền bối, đều là hiểu lầm. Ông lão áo bào xanh vội vàng nói, thần sắc khẩn trương. Hiểu lầm sao? Ngươi vừa rồi nói như thế nào? Từ nơi này đi qua còn chưa tính, còn muốn ngắt lấy linh dược của chúng ta sao? Thiếu phụ váy tím cười lạnh một tiếng, vẻ mặt sát khí. Tiền bối, chúng ta là người của Thiên Nguyệt Thương Minh, còn thỉnh hai vị tiền bối nể mặt minh chủ chúng ta, tha cho chúng ta một lần này đi. Ông lão áo bào xanh cười khổ nói, lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh, mặt trên viết hai chữ màu vàng, Thiên Nguyệt. Ta không có hứng thú quản ngươi là ai, cũng không có quản xuất thân của ngươi. Để lại 100 vạn linh thạch bồi tội, là các ngươi có thể đi. Năm người ông lão áo bào xanh hai mặt nhìn nhau, nhất thời do dự. Vẫn là thành thành thật thật lấy ra một chuỗi chữ vật châu, bay đến trước mặt người nam thanh sam, hai tay đưa cho người nam thanh sam. Tốt rồi, các ngươi có thể đi. Đây là lệnh bài thông hành. Về sau đi qua nơi này, nguyên anh tu sĩ thể thu 30 vạn linh thạch, kim đan 10 vạn, trúc cơ 1.000. Thành thật giao nộp phí qua đường, chúng ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Điều kiện tiên quyết là các ngươi không được chủ ý đánh yêu thú và linh dược nơi đây. Nhẹ thì phí qua đường gấp đôi, nặng thì giết không tha. Người nam thanh sam nhận lấy chữ vật châu xuyến, lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh hình vuông, đưa cho ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh trừng mắt, có chút khó có thể tin. Cái gì? Phí qua đường sao? Trực tiếp đi qua? Người nếu không muốn đi qua thì tùy ngươi, dù sao giao nộp phí qua đường, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Người nam thanh sam hai mắt nhíu lại, hướng tới mộ phiến hư không nhìn lại rồi nói, Đạo Hữu, nếu là đến đây rồi, làm gì còn phải trốn tránh như vậy? Giao nộp phí qua đường, không săn yêu hái thuốc, chúng ta có thể sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nếu là trốn tránh, chúng ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi. Vừa dứt lời, mặt truyền đến một trận tiếng gầm rú thật lớn. Mấy chục con yêu thú hình thể thật lớn từ lòng đất chui ra. Một phiến hư không sáng lên một đạo ánh sáng màu hồng, hiện ra một viên ngọc, ánh sáng hồng lưu chuyển không ngừng. Vương Thanh Sơn và hơn 100 tên tu sĩ chạm ở mặt trên ngọc toa màu hồng. Thì ra là Trầm Đạo Hiểu của Nam Hải và Đạo Hiểu địa phương Đại Yến Vương Triều. Vừa rồi mà nói thì các ngươi cũng nghe được, thành thật giao nộp phí dụng. Chúng ta cho các ngươi lệnh thông hành, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi, nếu không giết không tha. Thiếu phụ váy tím lạnh lùng nói, thủ lĩnh Vạn Yêu Cốc là bán yêu, hắn thân cận nhân tộc, chủ trương hòa bình phát triển, không cần chém chém giết giết, có thể đạt được một khối tuyệt bút tài phú.
được đến rất nhiều yêu tộc tán đồng, người phản đối đều đã chết. Đoạt thương đội này có thể ăn rất nhiều năm, nhưng sẽ trêu chọc đến thế lực khác. Tế thủy trường lưu mới là lựa chọn tốt nhất. Trầm Duệ Song chau mày. Nàng không thể xác định đối phương nói là thật hay là giả, nhưng mà nàng không có lựa chọn khác. Bọn họ đã muốn kinh động đến nguyên anh tu sĩ của Vạn Yêu Cốc. Bọn họ hiện tại ở chỗ sâu trong bụng Vạn Yêu Cốc, muốn một đường chém giết đi ra ngoài, khó khăn đặc biệt cao. Đành dùng tiền để mua bình an. Các người đều đã nghe được, dựa theo vị đạo hữu này nói, giao nộp phí đi qua đường. Nếu có người dám ngăn cản chúng ta cũng không cần phải khách khí với bọn họ. Trầm Duệ Song và ông lão áo bào trắng hơi cân nhắc rồi đáp ứng. Vua Thanh Sơn thanh toán hơn 30 vạn linh thạch. Hắn vốn đang nghĩ đến sẽ có một hồi ác chiến, không nghĩ tới xuất hiện loại cục diện này. Phương Thị đóng cửa truyền tống trận, làm cho đại bộ phận thương đội mạo hiểm xuyên qua Vạn Yêu Sơn Mạch. Cái này không phải là Đại Tần Vương Triều giúp Vạn Yêu Cốc sao? Hoặc là nói, nội bộ Đại Tần Vương Triều một ít thế lực cùng Vạn Yêu Cốc cấu kết thu được lợi ích lớn. Khoái Tả hay là Cánh Hiểu, hoặc là Hoàng Tộc, Vương Thanh Sơn đoán không ra. Chỉ cần có thể bình an rời khỏi nơi này, hơn 30 vạn linh thạch mua được cái bình an cũng không có gì. Dù sao bọn họ giết một gã tà tu, được đến tài vật vượt hơn 40 vạn linh thạch. Thu linh thạch, thanh niên Thanh Sam phát ra lệnh bài cho đám người Trầm Duệ Song để cho bọn họ rời đi. Trầm Duệ Song cẩn thận kiểm tra lệnh bài, sau khi xác nhận không có vấn đề, bọn họ liền tiếp tục đi ra. Ngay từ đầu, bọn họ vẫn là trốn tránh tránh, sợ bị người của Vạn Yêu Cốc phát hiện. Nhưng mà sau khi đụng phải vài tên nguyên anh tu sĩ kiểm tra, bọn họ đưa ra lệnh bài, người của Vạn Yêu Cốc để cho bọn họ đi, không làm khó dễ bọn họ. Ở phía sau, Trần Duệ Song rõ ràng liền nghênh ngang đi qua. Chỉ cần đưa ra lệnh bài, đi ngang qua không bị ngăn cản. Hơn một tháng sau, bọn họ rời khỏi Vạn Yêu Sơn Mạch, xuất hiện ở trên ranh giới Đại Yến Vương Triều. Rốt cuộc cũng đã đến Đại Yến Vương Triều, các người có thể tự do hoạt động. Trầm Duệ Song nhìn một tòa thành trì cao lớn xa xa, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trên cửa thành lộ ra một tấm bảng hiệu màu vàng, mặt trên viết Hổ Quan Thành. Tường thành dài đến ngàn dặm, không hề thiếu tu sĩ ra vào, có vẻ mười phần náo nhiệt. Trong Hổ Quan Thành có trực tiếp truyền tống trận Kim Yến Phường Thị. Dựa theo ước định, người của Mộ Dung Vương tộc ngay tại Kim Yến Phường Thị thu hàng. Trầm Duệ Song dẫn theo tộc nhân đi đến Hổ Quan Thành, Vô Thanh Sơn dẫn theo tộc nhân theo sát phía sau. Thời gian sau một chén trà nhỏ, bọn họ xuất hiện ở trong Hổ Quan Thành. Trên đường có một đoàn nho sinh mặc đồng bộ nho sam màu hồng. Bọn họ kết thành đội đi cùng với nhau, đều là người tu tiên. Trên tay mỗi người nâng đốt một chùm đàn hương. Ở trên đường đi tới đi lui, thần sắc cung kính. Đi đầu là kim đan tu sĩ, bọn họ thần sắc ngưng trọng. Hiền Văn, đây là tình huống gì? Phương Thanh Sơn có chút tò mò. Hắn không có đoán sai mà nói, hẳn là nơi nào đó hoạt động hiến tế. Thất Bá Công, hôm nay là sinh thần Khổng Thánh Nhân. Từ hoàng thượng cho tới dân chúng bình thường đều phải tế bái Khổng Thánh Nhân. Đây là một ngày hội rất quan trọng của Đại Yến Vương Triều. Sinh thần của Khổng Thánh Nhân sao? Có chút thú vị. Chúng ta tìm chỗ ở lại đi. Bọn họ tìm một nhà khách sạn rồi ở lại. Vương Thiên Văn thay một bộ nhom sai màu hồng, trên tay đang cầm một bó đàn hương đang cháy. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.